Hello, Tina xin chào mọi người. Hôm nay Tina sẽ chia sẻ về một cái đề tài rất thú vị và Tina cũng chia sẻ là thời gian gần đây á, là Tina có cái cảm nhận á, và Tina nghĩ rằng á, là cũng rất là nhiều người mà nhạy cảm á, có cái cảm nhận giống Tina. Cái thứ nhất á, là không hiểu vì lý do gì tại sao mà cái thời gian nó chạy đi rất là nhanh. Thời gian chạy đi rất là nhanh. Mình có cái cảm giác như là mình sáng mình dậy và trong một cái chớp mắt đã là tối. Mình có cái cảm giác như là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua. Nhưng mà cái cảm giác của mình giống như là nó mới trôi qua 3 tuần. Cái kiểu như vậy. Cái tiếp theo là không hiểu vì lý do gì cái nghiệp cũ nó quay về. Những cái tính xấu cũ nó quay về. Những cái thử thách lớn nó bắt đầu tới và nghiệp quả nó xoay chuyển nhanh hơn nhiều nữa cơ. Tức là nó không thể nào mà mình hiểu được là tại sao nó mới vừa xảy ra như thế này và ngay qua hôm sau á nó lật ngược lại hoàn toàn khác. Và nó có thêm một cái nữa, đó là chúng ta dễ bị nổi nóng, dễ bị nổi sân, dễ bị động những cái tiêu cực lên. Và những người nào mà không có biết tu tập á, thì họ sẽ bắt đầu sa đà vào những cái chuyện tối tăm. Cái người mà biết tu tập á, thì ít nhất là họ sẽ giật mình, họ nói là trời ơi, có một chuyện gì nó đang xảy ra trong cái giai đoạn này với cơ thể của tôi, với tâm hồn của tôi, với suy nghĩ của tôi, với cái cách xử lý mọi thứ của tôi á. Tại sao dạo này tôi hay bị nóng? Tại sao dạo này quý vị hay bị nóng? Quý vị thấy không? Nói tới nóng bực đó là Tina có một cái ly bình tĩnh của Mr. Tèo. La 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 la. Mỗi lần Tina bực mình, Tina nhìn Mr. Tèo, Tina hết bực mình. Ok, nhưng mà nói chuyện đó, tiếp với cái chuyện này đi. Thì Tina mới nói chuyện với một người bạn của Tina. Tina mới nói là ê, tao không biết tại sao dạo này dù tu tập vẫn thế, dù mọi thứ nó vẫn thế, nhưng mà somehow á, mình khó kiểm soát cái cơn nóng giận hơn là cái thời gian vừa qua. Thì cái cô bạn này nói là tao cũng vậy, mà tất cả những người bạn của tao cũng vậy, trong gia đình tao cũng vậy á, rất là dễ nổi nóng, dễ sân, dễ khó chịu, dễ bực mình, nói chung là khó ăn khó ở. Thì như bao nhiêu năm vừa qua, Tina chia sẻ từ năm 2018 á, là cái sóng năng lượng á, nó bây giờ nó khác và mọi thứ nó đang đi rất là nhanh. Cái nhân quả và nghiệp quả đang đi rất nhanh. Nhưng mà hồi trước Tina chia sẻ với quý vị là theo cái cách là Tina cảm nhận thôi. Tina cảm nhận như thế nào thì Tina chia sẻ như thế. Và hồi đó Tina cũng không có hiểu về những các cái khoa học gì lắm và Tina cũng không có đi tìm hiểu mấy cái đó. Nhưng mà thời gian gần đây thì Tina có tìm hiểu, vì Tina thấy là càng ngày cái mực độ của cái sự mà thay đổi biến đổi trong không khí, nó có một cách gì đó khiến cho cái con người nó như vậy. Thời gian trôi rất nhanh, nghiệp quả cũng đến rất nhanh, sự sân si bực bội đến rất nhanh, sự bất an cũng đến rất nhanh, vân vân và vân vân. Tại sao? Thì Tina mới phát hiện ra là nó là một cái từ khóa là cộng hưởng Schumann. Và cái cộng hưởng Schumann nó là cái gì? Tina sẽ đọc ở trên báo ha. Và cái bài báo này được viết năm 2023, January 13. Cộng hưởng Schumann là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến ý thức của con người? Đây, ở trong cái bài báo nó viết nha. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy một vài năm gần đây nhân quả đến rất nhanh. Nhất là những người rung động cao thì nó đến nhanh một cách bất ngờ. Tại sao? Tina nói thật sự, Tina mới trải qua một cái này cách đây 3 tháng. Tina không tiện chia sẻ về cái phần này. Nhưng mà quý vị không thể tưởng tượng được là nó xảy ra như thế nào và nó nhanh như thế nào. Và Tina không thể hiểu là từ cái này mà cái nghiệp quả nó có thể đổ được. Và nếu mà nó đổ như thế nào. Và cái điều là mình không thể hiểu là từ cái này mà nó có thể gây ra một cái nghiệp quả không lành. Nó xảy ra nhanh vô cùng trong vòng có 3 tháng. Mà nếu như hồi trước thì cái này nó phải xảy ra 3 năm thì nó mới xảy ra. Thì đợt này nó chỉ có 3 tháng thôi. Wow.
Nhưng mà khi á mà nó bể nát ra từ trắng qua đen á, là nó chỉ có dấu hiệu trong một tuần thôi. Và Tina nói thật nhé, cái này nó xảy ra lần thứ hai đối với Tina là bị mẻ cái răng. Bị mẻ cái răng thì cách đây rất là nhiều năm, cách đây 3, 4, 5 năm gì đó, lần đầu tiên khi Tina bị mẻ cái răng á là Tina không biết là nó cái tín hiệu gì. Và sau đó là Tina gặp rất là nhiều cái rắc rối, rất là nhiều cái rắc rối, rồi cấp cứu ở tùm lum ta la, rất nhiều thứ từ đó mà nó xảy ra, và nó liên quan tới một cái nhân quả mà mình tạo ra. Ở đây đôi khi mình tạo ra cái nhân mình tưởng rằng là tốt, nhưng theo thời gian thì mình mới thấy à thì ra cái này á là không được, vì mình thọc tay vô trong cái nghiệp của người ta, mình đã làm một cái gì đó, và chính vì vậy họ không học được cái bài học. Và dù mình là muốn tốt cho người ta, dù mình là muốn giúp người ta, nhưng vô tình á mình lại hại người ta, vì đáng lẽ cái lúc đó họ phải học được cái bài học đó, họ phải nhấn mình xuống bùn, phải đau đớn thì họ mới nhận ra được cái bài học. Và chính vì mình thọc tay vô trong cái nghiệp của người ta ngay cái lúc mà không đúng thì nó bụp lại mình, và mình bị trong một cái người ta hay gọi là gánh nghiệp vậy đó. Thì lúc đó người ta hớt nhưng mà mình gánh. Và sau này thì Tina mới biết tại sao Tina gánh, là gánh vì mình đã tước của người ta một cái bài thi, một cái bài học rất là quý giá mà người ta đáng lẽ phải học. Cho nên á đôi khi á cái việc tốt á chưa chắc đã tốt, mà cái việc xấu chưa chắc đã xấu. Nó rất là quái dị ở cái chỗ này. Thì á đến khi Tina bị mẻ răng lần này này, lại bị mẻ răng thêm một lần nữa là cách đây á một cái khoảng thời gian. Và mình mới nói tôi chết rồi. Mẻ răng này là tín hiệu chắc chắn là xấu rồi. Tại vì nó đã xảy ra một lần rồi. Và Tina nói thực sự nếu mà mẻ răng đúng là nó không có cái gì tốt lành ấy. Mình nghĩ tới cái việc là răng là cái gốc của con người, răng tóc gốc của người đúng không? Và nếu mà nó mẻ một cái gốc của con người ấy, thì hỏi rằng là chuyện gì nó xảy ra. Thì Tina bắt đầu lo lắng là chết cha rồi, có một chuyện gì nó chuẩn bị xảy ra đó. Và lúc đó mình nói là có cách nào để mình chuyển hóa không? Ngồi tĩnh tâm lại. Không có. Không có. Chỉ có nhận cái hậu quả mà mình tạo ra thôi. Đó là cái mà Tina nhận được cái câu trả lời khi Tina đặt câu hỏi. Có cách nào bây giờ con chuyển hóa không? Tụi con biết là bây giờ cái nghiệp nó sắp tới rồi nè. Mà tụi con không biết nó là cái gì và con không biết nó từ đâu đến. Nhưng mà con biết là nó đến. Và có cách nào thì con chuyển hóa không? Không. Không. Tại vì cái này đã tạo rồi. Thì bây giờ là nó trổ kết quả. Nó trổ như thế nào mình không biết. Và mình đã tạo cái gì mình cũng không biết luôn. Thì trong một tuần đó đó là nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu ấy, lung tung nhỏ 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 nhỏ, mình mới nó thấy chết rồi, nó gần tới rồi đó, nó gần tới rồi. Một con người của chúng ta là khi mà nó có một cái gì đó nó xấu chuẩn bị đến với mình ấy, thì mình không cảm thấy thoải mái, nhưng mà do có tụ tập ở thì mình sẽ bình tĩnh lại và mình sẽ nói là ok, tôi sẽ chấp nhận và tôi sẽ đón nhận nó một cái cách tốt nhất mà có thể. Quý vị biết không, khi mà nó đến á là nó đến trong 1 giây 1 phút thôi, từ cái chuyện nó đang như thế này bụp một cái nó lật qua, và ở đây mình tá hỏa luôn, tức là nó lật một phát mà mình không kịp gì hết á, không kịp gì luôn. Tự nhiên mình đứng giữa một cái hoàn cảnh mà nó đã rồi và mình không làm được cái gì luôn, và cứ thế là nó xảy ra thôi. Quý vị hiểu cái cảm xúc đó không? Wow, what's happened? Cái chuyện gì đang xảy ra thế? Và từ đây mình ăn cho hết. Ngay cái khúc này á, mình cần phải mạnh mẽ và mình đối mặt. Ok, nó xảy ra rồi, nó đang như thế. Mình mạnh mẽ, mình giải quyết và mình buông. Không được bám chấp vào nữa. Mình càng bám chấp vào mình càng lún sâu vô. Cho nên là do có tu tập á, thì ý là cái nghiệp quả nó vẫn đổ vì một cái sai lầm gì đó hoặc là một cái bài học mà mình phải học.
Nhưng mà cái quan trọng là cái chỗ này á, là mình phải cần thiết mạnh mẽ, mạnh dạn buông và tháo gỡ ra. Thì đôi khi á, cái buông và tháo gỡ ra nó kinh hoàng, tại vì mình không buông nổi. Nó hơi giống như là quý vị đang bị nghiện thuốc phiện, dứt ra rất khó. Nhưng mà quý vị biết rằng á, là khi mà quý vị dứt ra được, buông được cái đó rồi á, thì từ từ nó sẽ ổn định lại. Từ từ ổn định lại. Yes, thì cái này nó chỉ là cái câu chuyện ngoài lề sân cỏ. Thì bây giờ Tina sẽ đọc về cái cộng hưởng Schumann nó là cái gì và tại sao nó có ảnh hưởng tới con người như thế nhá. Nó có thể ảnh hưởng hai khía cạnh. Cái người nào tiêu cực kéo xuống luôn. Cái người nào tích cực thì có thể sử dụng cái nguồn năng lượng này để mà mình thăng lên. Cộng hưởng Schumann là dao động điện tử bao quanh hành tinh, là nhịp đập từ trường của trái đất. Cộng hưởng Schumann có ảnh hưởng đối với sự thay đổi khí hậu, các hoạt động địa chấn về hệ thần kinh của con người. Vào năm 1952, tiến sĩ vật lý người Đức Winfried Otto Schumann lần đầu tiên đo được tần số điện tử này của trái đất. Lúc đó tần số đo được là 7,82 Hz. 8 năm sau, vào năm 1960, tiến sĩ Schumann kết hợp với tiến sĩ sinh học Rutger Weber thực hiện nhiều thử nghiệm sinh học chứng minh rằng tần số điện tử Schumann ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe sinh học của nhiều loại động vật, thực vật. Hai ông cùng phát hiện rằng tần số điện tử này tác động mạnh tới hệ thần kinh và hành vi của con người. Người Rishi Ấn Độ cổ đại nói rằng 7,83 Hz là tần số của âm ôm. Cái ôm đó đó, thiêng liêng. Đó cũng là nhịp đập tự nhiên của đất mẹ, mà ngày nay các nhà khoa học gọi là cộng hưởng Schumann. Vào tháng 6 năm 2014, tần số rung động Schumann lần đầu tiên thay đổi, tăng đột nhiên lên khoảng 8,5 Hz. Kể từ đó cộng hưởng của Schumann tăng dần lên 16,5 Hz. Tina chỉ đọc những cái ý mà quan trọng ha. Khi tần số bạn tăng lên, đây nhá, đây bắt đầu nó giải thích về cái việc là tại sao cái thời gian nó ngắn lại. Khi tần số bạn tăng lên thì thời gian ngắn lại, mà thời gian ngắn lại thì nhân quả đến nhanh. Điều này lý giải vì sao người tu càng tinh tấn nghiệp đến càng nhanh. Cái gì vậy? Nghiệp chính là các bài học, đến nhanh là để học nhanh. Bây giờ bạn có hai sự lựa chọn: chào đón nó hoặc cam chịu nó. Tôi đã đọc lại cái câu này nhé. Khi tần số bạn tăng lên thì thời gian ngắn lại. Tại vì trong cái thời gian đó mà mình đang sống trong giây phút hiện tại, mình tập trung cao độ hoặc là mình thiền định, bỗng nhiên giống như là cái thời gian nó không còn giống như bình thường. Nó cũng hơi giống như là khi mà quý vị đang yêu một cái cô gái đắm say ngất ngây trời mây, quý vị chỉ có 10 tiếng đồng hồ bên cạnh cô ta, thì quý vị thấy là cái thời gian nó trôi nhanh, rất nhanh. Đó là, Tina nghĩ là đó là cái thuyết tương đối của Einstein, là thời gian nó là tương đối. Bây giờ làm sao á, để quý vị biết được á, là quý vị đang có rung động cao hay là thấp. Thì rung động cao thì quý vị sẽ rất thích ở những cái nơi mà có cây xanh, có gió mát, có sông núi và có thiên nhiên. Quý vị sẽ cảm thấy là ánh nắng mặt trời là một điều gì đó thật là ấm áp và thích thú. Quý vị sẽ thích ăn trái cây nhiều, rau củ nhiều. Quý vị sẽ muốn ở bên cạnh những người tích cực. Quý vị sẽ muốn nói chuyện về những điều tích cực. Quý vị sẽ muốn chia sẻ nhiều hơn và cho đi nhiều hơn. Quý vị sẽ đồng cảm với muôn vàn vật xung quanh. Quý vị sẽ có một cái cảm giác giống như là khi mà như Tina chẳng hạn, khi Tina đi ở trên cái con đường mà nó mới vừa mưa xong á, thì có mấy cái con ốc sên nó hay chạy ra. Tina lúc nào cũng phải cầm cái điện thoại để Tina xem dưới đất xem có cái con ốc sên nào lỡ may mình dẫm lên một cái con nào đó. Kinh khủng luôn, nghe cái tiếng gấp một cái không thể tưởng tượng được, tự nhiên mình dẫm lên cái nhà của người ta như thế, giống như mình là một cái con khổng lồ quái vật gì đó
Và tự nhiên mình dẫm bẹp lên cái ngôi nhà của người ta, xong ấy người ta bẹp dí ở dưới chân của mình. Nó rất là ghê. Cái cảm giác nó như thế vì mình tự nhiên mình đồng hóa với họ. Mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình đang ở trong một cái nhà mà có một cái con quái vật khổng lồ nào mà nó dẫm sập cái nhà của mình, xong mình bẹp dí ở trong đó, cảm giác làm sao? Thế nó cảm giác giống y chang như vậy. Cho nên đó là nó sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy là trời ơi, tại sao bây giờ mình không có yên nổi á, mình đi cũng không nổi, nó đi mình lúc nào cũng ghê ghê chân, nó không biết là mình có dẫm đẹp cái con đảo không, kiểu vậy á. Thì đó là rung động cao. Tuy nhiên là nó hơi làm cho mình phiền, tại vì lúc nào mình cũng phải ở trong một cái trạng thái là quan sát xem có cái gì không. Tuy nhiên những cái con mà bé tít thì tèo teo như kiến thì sao mình thấy được, nhưng mà đấy như những con ốc sên hay là những con bự bự hơn đó, thì mình thực sự là mình ngoái. Thế ví dụ chẳng hạn như hồi xưa Tina rất là sợ rán, thì đến bây giờ Tina không còn sợ nó nữa. Và có cái lần vừa rồi á, là mình đang ăn, tự nhiên mình nhìn thấy cái con rán nó đang đi kiếm đồ ăn, và mình bỗng nhiên mình có cảm giác là chắc là nó đang đói lắm. Thì mình mới lấy một cái mẩu bánh mì, xong mình còn có một chút xíu gì nó dính kiểu bơ hay cái gì đó, mình xong mình vứt cho nó. Thì cái con rán nó bắt đầu nó ngồi nó ăn. Thì khi mà mình quan sát nó đó thì mình mới thấy là thật ra là cái con rán nó cũng chả khác gì cái con vật khác mà mình yêu thương. Ví dụ chẳng hạn mình yêu thương một cái con bướm tại vì nó đẹp, thì tự nhiên mình ghét cái con rán vì nó xấu. Và trên thực tế là cái cảm xúc của nó cũng giống nhau, nó cũng biết đói, nó cũng biết sợ, nó cũng biết đấy, nó sinh ra nó là vậy, nó là vậy, tại sao mình lại cho nó cái mác là như thế là xấu. Thế là từ đó là Tina không còn sợ rán nữa. Tina vẫn thấy nổi da gà hay ghê ghê, nhưng mà Tina không có sợ hãi đến cái mức độ mà Tina phải ngồi Tina xịt nó hay cái gì đó không. Tina sẽ đuổi nó đi và hoặc là quét nó ra, chứ Tina không có xịt nó nữa. Và cái đợt đó khi Tina đang cho nó ăn gì đó, thì có một cái đứa trẻ nó chạy từ cái phía bên trái, nó chạy á, tự nhiên trong bụng nó thốt lên một cái. Nó thốt lên một cái là tại vì cái chân á của cái đứa bé đó nó giẫm ngay bên cạnh cái con rán đó, nó khoảng chừng 10 cm thôi, thốn lên ở trong bụng. Cái cảm giác nó thốn lên là chết rồi, nó giẫm bẹp cái con này rồi. Thì khi mà mình giẫm bẹp một cái sinh vật như vậy á, bỗng nhiên mình có cái cảm giác đó là nó giống như mình vậy đó. Thì Tina nghĩ là đây là những cái rung động cao, nó hơi phiền não một chút xíu, tại vì bây giờ mình lại phải quan tâm tất cả những con rán chăng. Quý vị hiểu không? Thì về một cái khía cạnh, khi mà Tina cũng đã nghe rất nhiều là từ giống như khi mà mình tạo một cái phước thì nó đi theo một cái họa, và nó đều có những cái gọi là liên kết hoàn toàn giữa cái họa và cái phước và cái họa. Và trong cái này ấy, thì Tina nghĩ là có phải là cái họa là cái sự mà bất an khi mà mình nhìn thấy cái con rán đó nó chuẩn bị dẫm bẹp. Đáng lẽ là mình đang bình tĩnh yên ổn như này, ăn cái bánh mì bình thường thôi, ai làm gì kệ họ đúng không? Không, tự nhiên nó bị cái đó. Thì cũng có thể là đây là một cái vẫn là một cái sự vô minh gì đó, là mình vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật đó là đây là con rán và nó sẽ bị chết bởi vì cái người nào vô tình dẫm lên nó hay cái gì đó, mình không biết. Cũng có thể là nó cũng vẫn là cái sự vô minh thôi. Nhưng mà khi mà cái tầng sóng nó bắt đầu nó cao lên thì mình sẽ có cái đồng cảm với mọi bạn mặt xung quanh nhiều hơn. Cái này nó không phải là 24/24 nó như thế. Có khi nếu mà cái năng lượng của quý vị nó tuột xuống á, thì quý vị sẽ lại không có cái cảm giác đó nữa. Quý vị thấy con rán nó gì kệ nó mắc mớ gì liên quan gì. Có thể nó rớt xuống nữa thì quý vị sẽ bị đau buồn, quý vị sẽ bị hận thù trong những cái giây phút nào đó, tích tắc nào đó, vì quý vị không tinh tấn. Thì cái năng lượng sóng là nó cứ lướt lên lướt xuống, nó cũng rất là mệt. Và cái công việc của mình ở đây là làm sao để mình cân bằng lại được cái năng lượng sóng của mình nó ở giữa, nó không quá vui và nó không có quá buồn, nó không quá đau khổ và nó không có quá hạnh phúc, nó cứ bình bình ở giữa thì nó cứ như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình có những cái gọi là quá vui, quá phấn khích thì nó sẽ có quá buồn và quá đau khổ.
cái gì mà nó mang cho mình quá nhiều cái gọi là pleasure, những cái sự sung sướng, vui sướng đó. Nó lên được cái đỉnh cao đó đó, thì chắc chắn với quý vị rằng là nó sẽ kéo xuống đến tận địa ngục. Và chính vì cái năng lượng sống của trái đất nó đang bị thay đổi một cái cách đột ngột như vậy, thì nó ảnh hưởng đến con người theo hai hướng như Tina đã nói. Một là khi mà mình đang có cái năng lượng cao thì nó đẩy mình lên cao, mình thấp để mình xuống thấp luôn. Và tất cả những cái này nó đều nhanh. Vậy thì làm sao mình tận hưởng được, mình sử dụng được cái năng lượng trái đất nó đang đi nhanh như vậy cho cái việc là mình đi lên chứ không phải đi xuống. Tuy nhiên cái này nó rất là khó. Tại vì cái mà Tina mới trải qua đó, thì Tina mới thấy là có một số thứ trong cuộc sống đó, khi mà nó làm cho mình quá vui thì nó hơi giống như là một cái thuốc phiện chích vô cái mạch máu của mình. Mình cảm thấy phê quá. Và mình bị nghiện vào cái cảm giác vui vẻ đó. Và cái cảm giác vui vẻ nó có thể đến từ rất là nhiều cái khác nhau, nguyên nhân khác nhau để dẫn tới cái sự vui sướng này. Tùy cái người đó, cái điểm yếu của họ là cái gì. Ví dụ chẳng hạn như là vui sướng của cái việc là mua được một chiếc xe Ferrari, ví dụ là như vậy. Wow, vui sướng à, vui sướng. Cái chuyện có thể xảy ra là ngay sau đó, đang đi vui sướng cực kỳ luôn á, có một cái chiếc xe máy làm rầm một cái móc chiếc xe của mình, ví dụ là như vậy. Hoặc là tệ hại nữa là có một cái người nào đó tự nhiên trồm cái chiếc xe đó của mình, ăn cắp cái chiếc xe đó của mình. Thì mình sung sướng bao nhiêu thì cái địa ngục nó sẽ ghê gớm bấy nhiêu. Ví dụ chẳng hạn Tina nghĩ về Tina hồi xưa, Tina thích chơi mô tô đúng không? Tina mới mua được một cái chiếc mô tô rất là mắc tiền. Cái sự vui sướng của Tina nó không có quá nhiều, nó không có tột đỉnh, nó không phải là như vậy. Thích thì mua vậy thôi. Thì đến khi có cái người kia làm ngã cái chiếc xe mô tô của mình và nó bị móp, cái cảm giác của Tina cũng bình thường. Tina chỉ quan tâm là anh có bị sao không, cái xe nó có đè lên chân của anh không, thế thôi. Việc duy nhất Tina quan tâm là cái chân của người ta bị sao không, chứ không phải chiếc xe. Vì sao? Vì khi Tina mua chiếc xe, Tina cũng không thấy là cái sự vui sướng nó lên tột đỉnh như vậy, nó sung sướng như vậy. Cho nên khi mà nó bị móp, ngay sau khi mua đâu có được vài ngày gì đó là nó bị móp như vậy, Tina không có cảm giác gì. Nhưng mà nếu mà quý vị cho nhiều cảm xúc vào thì đến khi nó bị móp, ôi giời ơi quý vị ơi, nó giống như là ai đâm vô trong cái trái tim của quý vị vậy đó, giống như là tận thế đến đời. Tận thế đến đời rồi đấy. Cho nên đó là mình tưởng tượng nhiều rồi. Thế thì hôm nay Tina chỉ chia sẻ về cái việc là tại sao rất là nhiều người thời gian gần đây có cái cảm giác thời gian ngắn lại, dễ bị nổi nóng, nổi sân, bực bội, khó chịu. Và những cái nghiệp nó đổ nhanh. Vậy là bây giờ quý vị hiểu rồi ha. Nó tên là cộng hưởng Schumann. Cộng hưởng Schumann. Ok. Bye quý vị.